Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Chóng Ngoan Bắc Hồ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12. Lâm Đồng có hơn 75.000 ha nông nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn bền vững. Phát triển Atiso trong vùng dân tộc thiểu số. Việt Nam chưa sản xuất được vaccine dịch tả lợn châu Phi. Những khoảng trống trong vấn đề quản lý cũng như xây dựng văn hóa ứng xử tại chung cư. Khu dân cư xanh ở vùng đồng bào theo đạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 2 tháng 7, Hội đồng đội tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Chóng Ngoan Bắc Hồ lần thứ 12. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và 116 đội viên xuất sắc là Chóng Ngoan Bắc Hồ được lựa chọn từ các cơ sở đội trong toàn tỉnh đã tham dự. Tại Đại hội Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Lâm Đồng đã dâng kính lên Đảng quang vinh Bác Hồ kính yêu, những bông hoa thành tích trong học tập, rèn luyện và hoạt động đội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thiếu nhi Lâm Đồng đã triển khai và duy trì có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như Thiếu nhi Lâm Đồng thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, nghìn việc tốt, xây dựng quỹ vì bạn nghèo, cuộc vận động vòng tay bè bạn, giúp bạn đến trường cùng hướng tới tương lai bằng các hình thức như quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập tặng cho các bạn nghèo. Kết quả trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã trao học bổng thắp sáng ước mơ thiếu nhi cho gần 7.000 thiếu nhi với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng. Xây dựng quỹ vì bạn nghèo với số tiền là gần 5 tỷ đồng. Thường xuyên quan tâm giúp đỡ 916 bạn học sinh bỏ học trở lại trường. Phụng dưỡng thường xuyên 19 mẹ Việt Nam anh hùng, gần 2.000 gia đình chính sách có công với cách mạng. Nhận chăm sóc một di tích lịch sử cấp quốc gia, 3 nghĩa trang liệt sĩ với trên 3.300 ngôi mộ và 8 đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Có thể khẳng định rằng xây dựng đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh là xây dựng công tác đoàn trước một bước. Thiếu nhi Lâm Đồng nguyện ra sức học tập, thi đua, phấn đấu, tiến bước lên đoàn. Trong các nhiệm vụ giáo dục thiếu nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh thì chúng tôi đặc biệt quan tâm tới giáo dục truyền thống cho các em, để các em có một cái tư tưởng đạo đức, một người biết tình yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống anh hùng của đất nước của chúng ta, và từ đó các em phát huy cái tinh thần yêu nước và tiến bước lên đoàn. Còn song song với việc giáo dục truyền thống cho các em thì chúng tôi rất quan tâm đó là cái việc giáo dục kỹ năng cho các em. Trong cái giai đoạn hiện nay thì cái kỹ năng cho các em hết sức cần thiết. Các kỹ năng cơ bản thì các cái cấp bộ đội trên địa bàn toàn tỉnh để chăm lo và tập trung vào các nội dung này để làm sao cho các em có một môi trường học tập và rèn luyện để phát triển toàn diện thành con ngon trò giỏi của ngành Bắc Hồ. Cùng chung với thành tích của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, không thể thiếu công lao của các thầy cô, các anh chị tổng phụ trách đội đã dành nhiều tâm huyết, dày công vun đắp xây dựng tổ chức đội và phong trào thiếu nhi tại các liên đội tại cơ sở. Nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích của các thầy cô giáo, anh chị phụ trách, tại đại hội, Ban chấp hành tỉnh đoàn Lâm Đồng quyết định tặng bằng khen cho 13 thầy cô giáo và anh chị phụ trách tiêu biểu của tỉnh. Cũng tại đại hội, nhằm tôn vinh tuyên dương những đội viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện tốt phong trào thiếu nhi Lâm Đồng, thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Hội đồng đội tỉnh đã quyết định tặng giấy khen đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh giai đoạn 2014-2019 cho 116 thiếu nhi tham dự đại hội. Em xin thay mặt cho tất cả các bạn thiếu nhi, chúng em xin hứa sẽ thực hiện tốt và hiệu quả 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt trong công việc học tập, nghe lời thầy cô, cha mẹ, trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Em thấy rất là vinh dự khi được tham dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần này, bởi vì công lao của em đã được đền đáp. Em đã cố gắng học tập thật tốt và tham gia các phong trào do trường và thành phố đề ra. Em sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ này. Nhân dịp này, Hội đồng đội tỉnh cũng đã trao tặng một công trình sân chơi cho em trị giá 15 triệu đồng cho Hội đồng đội huyện Lạc Dương và hai công trình sân chơi cho Hội đồng đội huyện Đạ Tẻ trị giá 30 triệu đồng. Kinh phí được trích từ quỹ kế hoạch nhỏ được triển khai trong những năm qua. Trước đó, Hội đồng đội tỉnh Lâm Đồng đã cùng đại diện các cháu thiếu nhi là những đội viên xuất sắc Cháu ngoan Bác Hồ đến thăm hỏi tặng quà cho hai mẹ Việt Nam anh hùng
là mẹ Trần Thị Thung, ngụ tại phường 9 và mẹ Đặng Thị Chi, ngụ tại phường 7 thành phố Đà Lạt. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã cùng trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe các mẹ và dành nhiều tình cảm biết ơn sâu sắc với công lao hy sinh to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, trao tặng mỗi mẹ một phần quà là tiền mặt trị giá 500.000 đồng. Hoạt động là phong trào rất có ý nghĩa nhằm giáo dục cho các em về truyền thống tốt đẹp của dân tộc uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao của mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời tạo động lực cố gắng quyết tâm, nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Sáng nay 3 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng với 110 đại biểu chính thức đại diện cho 1.500 hội viên đã đến dự. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp hội người mù của tỉnh đã vận động các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng gần 17.700 phần quà cho hội viên và người mù, với trị giá mỗi phần quà từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng một người. Ngoài ra, hội còn vận động sự giúp đỡ của các nhà tài trợ hỗ trợ đột xuất cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, chạy thận nhân tạo, hiếu hỷ, tặng học bổng cho học sinh vượt khó, các bữa ăn từ thiện, nhu yếu phẩm hàng ngày. Với tổng số tiền và hiện vật giúp đỡ cho người mù trong tỉnh nhiệm kỳ qua, ước tính khoảng 7,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mỗi năm tỉnh hội còn tổ chức ít nhất một lớp dạy và truyền nghề cho từ 10 đến 15 người. Đến nay đã có 152 lượt người mù được đào tạo, truyền nghề như vi tính, massage, âm nhạc. Qua đó, nhìn chung số người mù đã qua đào tạo nghề, được tạo việc làm hoặc được tham gia vay vốn làm kinh tế gia đình đều có khả năng tự nuôi sống bản thân, tự tin vươn lên, sống có ích cho xã hội và gia đình. Với khẩu hiệu đoàn kết, đổi mới, dân chủ và tiến bộ, trong 5 năm tới, Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ cho cán bộ hội, phối hợp với các cấp ngành cùng chung tay giúp đỡ Hội Người Mù cơ sở trong tỉnh có kinh phí hoạt động, tranh thủ địa phương để cấp đất mở cơ sở sản xuất dịch vụ tại việc làm cho người mù. Đồng thời, để có nguồn thu trang trải cho các hoạt động và chăm lo đời sống cho người mù, giúp họ có thể tiếp cận được những ngành nghề phù hợp với điều kiện và sức khỏe để làm việc, tranh thủ các nguồn vốn để tạo việc làm cho người mù tại địa phương. Tại đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới gồm 10 thành viên. Ông Vũ Xuân Trường đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ mới. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. đã đánh giá cao những nỗ lực của các cấp hội người mù trong nhiệm kỳ qua, góp phần giúp hội viên ngày càng hòa nhập tốt với cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hội người mù các cấp hoạt động có hiệu quả. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết đầy đủ các chính sách chế độ đối với người mù và hội người mù theo đúng quy định. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người Mù Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù cho 10 cá nhân đã có thành tích trong quá trình tham gia xây dựng hội, góp phần chăm lo đời sống cho hội viên và người mù. Tặng bằng khen của Trung ương Hội cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Người Mù tỉnh. Chiều nay, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình hợp tác phát triển ngành công thương hai tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam và triển khai chương trình xúc tiến thương mại giữa hai địa phương. Dự hội nghị có lãnh đạo ngành công thương và 30 doanh nghiệp tiêu biểu của hai tỉnh. Tại hội nghị, hai Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Quảng Nam đã thông qua và ký kết chương trình hợp tác phát triển ngành công thương hai địa phương với các nội dung như trao đổi kinh nghiệm trong hỗ trợ phát triển trên lĩnh vực công thương, nhất là đối với ngành nghề chế biến nông sản, thực phẩm, tiêu thụ công nghiệp, phát triển làng nghề giữa hai địa phương và giới thiệu tiềm năng của địa phương nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực công thương, đẩy mạnh giao thương, liên kết, phát triển nguồn nguyên liệu sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực công thương, trong đó chú trọng về trao đổi thông tin, hạ tầng thương mại, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính sách phát triển ngành trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Chương trình hợp tác giữa hai địa phương dựa trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, các bên cùng có lợi trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của ngành, của mỗi địa phương. Hai bên xây dựng chính sách phát triển và bước đi phù hợp theo từng giai đoạn.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai tỉnh cũng đã trao đổi giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của các đơn vị, cũng như nhu cầu trao đổi hợp tác các doanh nghiệp trên các lĩnh vực nông nghiệp, làng nghề, chế biến thực phẩm, v.v. Trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, tỉnh Lâm Đồng có hơn 75.000 hectare nông nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn bền vững. Phát triển vùng chuyên canh artiso góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân tộc thiểu số ở huyện Lạc Dương. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết theo kế hoạch năm 2019, toàn tỉnh sẽ mở rộng diện tích được chứng nhận theo tiêu chuẩn an toàn bền vững lên khoảng 65.000 hectare. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, con số trên đã đạt hơn 75.000 hectare. Chủ yếu phát triển mạnh vì chứng nhận đối với cà phê. Có được kết quả trên là trong thời gian qua, ngành chức năng Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người dân sản xuất nông sản theo hướng sạch an toàn. Theo đó, người dân cũng nâng cao nhận thức và tích cực tham gia chuyển đổi phương thức canh tác nhằm cho ra đời những nông sản sạch, được cấp giấy chứng nhận, nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh của nông sản địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là trên thị trường xuất khẩu. Từ nguồn vốn đầu tư các chương trình dự án giảm nghèo nhanh bền vững đã góp phần nâng cao đời sống hộ nghèo ở Lâm Đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh đạt gần 60 triệu đồng một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn 2,91%. Trong đó, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 9,56%, giảm 1% so với cuối năm 2017. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Lâm Đồng, ngoài huyện nghèo Đam Rông được thụ hưởng các chính sách về chương trình giảm nghèo, những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là kinh phí đầu tư theo chương trình nông thôn mới đã tác động tích cực, tạo điều kiện cho người dân các xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, đồng thời đảm bảo các vấn đề điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, dạy nghề, hỗ trợ con em học tập, góp phần tạo diện mạo vùng nông thôn Lâm Đồng ngày càng khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Chính vì vậy, thời gian gần đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lạc Dương đã mạnh dạn đưa artiso vào trồng trên diện tích sản xuất của gia đình. Đến nay, nhiều mô hình đã phát triển khá tốt và mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho bà con nông dân, đồng thời từng bước hình thành vùng chuyên canh cây artiso của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước đây, gia đình chị Lơ Mu Ha Ngân ở thôn 6 xã Đà Sa chỉ quen với việc canh tác cà phê và rau. Tuy nhiên, hơn một năm nay, gia đình chị Ha Ngân bắt đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng gần 5 sào artiso. Chị Ha Ngân cho biết, mặc dù mới tiếp cận với cây trồng này, tuy nhiên với bản tính cần cù, chăm chỉ, tìm tòi học hỏi, nắm bắt các quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc, nên vườn artiso của gia đình phát triển khá tốt và bắt đầu cho thu hoạch những lứa đầu tiên. Thì mình bón phân đầy đủ cho nó thì nó phát triển tốt, lớn lên từng ngày từng tháng rồi mình có thể lấy lá rồi thu hoạch. Nói chung so với cà phê thì nó tốt hơn. Không chỉ gia đình chị Ha Ngân mà hiện nay công việc trồng và chăm sóc cây artiso đã dần trở nên quen thuộc đối với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đà Sa. Mặc dù đây là cây trồng mới với bà con, song nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ của chính quyền địa phương, các ngành chức năng chuyên môn, nên bà con đã tiếp cận và nắm bắt khá nhanh quy trình trồng chăm sóc artiso để áp dụng vào thực tiễn mô hình artiso của từng gia đình. Chị thấy artiso này, thấy là họ cũng trồng nhưng mà mình trồng, mình nghĩ là trồng được hay sao nhưng mà mình cứ trồng lại. Dạ cũng tốt mà, rất tốt, rất đẹp nhưng mà so với khác thì artiso thì cao hơn. Thống kê trên địa bàn huyện Lạc Dương hiện đã phát triển được gần 20 hectare artiso, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn xã Đà Sa với trên 7 hectare. Số còn lại được trồng rải rác tại các xã Đà Nhiêm, Đà Chai, xã Lát và một số khu vực thuộc thị trấn Lạc Dương. Theo đánh giá, cây artiso được trồng ở Lạc Dương phát triển khá tốt và rất phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của địa phương. Để tạo điều kiện giúp bà con yên tâm trong sản xuất, trước đó công ty cổ phần dược phẩm Lâm Đồng Ladova đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương để hỗ trợ cung cấp nguồn giống, quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây artiso. Song song đó, ký kết bao tiêu sản phẩm artiso của người nông dân. Ladofa đã ngoài cái việc tập trung vào việc đổi mới công nghệ rồi tập trung cho việc nghiên cứu những cái sản phẩm thì chúng tôi quan tâm đến cái việc cái nguyên liệu đầu vào. Cho nên trong những năm qua thì Ladofa đã liên kết với bà con nông dân ở địa phương Lâm Đồng mà cụ thể là vùng Lạc Dương. Chúng tôi liên kết với người dân nghiên cứu giống
truyền khai cái quy trình trồng và người dân người ta tuân thủ, chúng tôi cùng đi theo giám sát. Cái quan trọng nhất là doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm cho người dân, phấn đấu làm sao nâng cao cái giá trị của cái sản phẩm của người dân. Không chỉ tích cực trong chuyển dịch cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng để khai thác tiềm năng thế mạnh về điều kiện khí hậu đất đai, việc phát triển vùng chuyên canh artiso trên địa bàn huyện Lạc Dương còn giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng các mô hình phát triển sản xuất mang lại tính bền vững và hiệu quả, từng bước đem lại nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, xây dựng thêm cho địa phương một loài cây có giá trị. Một số thông tin trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Các hành vi vi phạm bao gồm buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả với chỉ tiêu chất lượng, hàm lượng hoạt chất dưới 70% so với công bố, buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có nhãn sai quy định, buôn bán phân bón không duy trì điều kiện kinh doanh phân bón. Qua đó phạt tiền hơn 82 triệu đồng, tịch thu hơn 131 lít ký phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thông qua công tác kiểm tra xử phạt này đã chứng chỉnh kịp thời tình hình kinh doanh vật tư nông nghiệp vốn đang phát triển mạnh tại Lâm Đồng, góp phần giảm thiểu những loại vật tư kém chất lượng gây thiệt hại đến sản xuất của người nông dân. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện duy trì 7 bếp ăn tình thương tại bệnh viện, giúp cho gần 27.000 lượt bệnh nhân nghèo có suất ăn miễn phí với trị giá trên 172 triệu đồng. Nồi cháo tình thương tại một số địa phương đã đáp ứng gần 14.400 suất cháo dinh dưỡng. Tủ bánh mì từ thiện giúp cho gần 4.400 lượt người. Đặc biệt đến nay, hội đã lắp đặt được 17 thùng tiền nhân đạo để góp phần nâng cao nguồn quỹ nhân đạo của hội, đáp ứng cho việc hỗ trợ đột xuất cho những trường hợp khó khăn. Phong trào hũ gạo tình thương thu được gần 4.600 kg gạo, giúp cho gần 460 hộ gia đình. Ngoài ra, các mô hình truyền thống như 10 người giúp 1 người, nuôi heo đất giúp bạn nghèo, tủ quần áo từ thiện vẫn đang được duy trì tốt, giúp đỡ thường xuyên cho hàng trăm lượt người nghèo với tổng trị giá hoạt động của công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo là gần 28 tỷ đồng. Từ nguồn tin báo của quần chúng, sáng ngày 3 tháng 7, Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Tân Hà kiểm tra vườn cà phê của gia đình bà Hà Thị Quý, sinh năm 1969 ở thôn Phúc Thọ 1, xã Tân Hà. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 cây cần sa được trồng xen với cà phê. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đếm được gần 125 cây cần sa đang phát triển tốt, có chiều cao trung bình gần 2 mét. Công an huyện Lâm Hà lập biên bản kiểm tra, nhổ bỏ, thu giữ toàn bộ số cây cần sa trên. Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với một số người có liên quan. Bước đầu xác định toàn bộ cây cần sa trên là do bà Hà lén lút gieo trồng. Công an huyện Lâm Hà đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần thông tin trong nước, Việt Nam chưa sản xuất được vaccine dịch tả lợn châu Phi. Những khoảng trống trong vấn đề quản lý cũng như xây dựng văn hóa ứng xử tại các chung cư. Trước thông tin Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi, khiến nhiều người phấn khích, đặc biệt là hàng triệu hộ chăn nuôi đang gặp khó về dịch bệnh này. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các nhà khoa học đều khẳng định đây chỉ là kết quả thử nghiệm, chưa thể nói là nghiên cứu thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi ở thời điểm này. Đến nay đã có những tín hiệu lạc quan khi các nhóm nghiên cứu đã đưa ra được kết quả nhất định, phân lập được virus làm tiền đề cho nghiên cứu sản xuất vaccine trong thời gian tới. Trong đó các nhóm nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo được vaccine vô hoạt thế hệ mới và bước đầu có kết quả tốt trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên diện hẹp. Vaccine thử nghiệm đã được tiến hành tại 3 trại lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi thuộc 3 hộ gia đình khác nhau ở Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Kết quả cho thấy, toàn bộ 16 trên 18 lợn nái và 15 lợn thịt của ba hộ gia đình này đều sống khỏe mạnh sau hơn 2 tháng. Hiện nay các hướng nghiên cứu, kết quả bước đầu trong phòng thí nghiệm cũng tích cực. Chúng tôi cho rằng là với cái đà này thì chúng ta có thể tin tưởng là các cái hướng đi chúng ta là chúng. Chúng tôi cũng khuyến nghị là tuyên truyền chỉ đây chỉ là kết quả bước đầu. Chúng ta nói nó hơn một tí nữa thì nó không phải được đúng cái kết quả khách quan hiện nay. Chúng ta rất là cẩn trọng trong cái tuyên truyền. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng nhấn mạnh vaccine vô hoạt cần tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm trên diện rộng hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết hiện công tác chấm thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại thành phố đang được triển khai nghiêm túc, khẩn trương dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 60 cán bộ giáo viên tham gia làm phách bài thi và gần 110 giáo viên chấm bài thi tự luận môn ngữ văn, thành lập ban chấm thi trắc nghiệm gồm 18 thành viên do Đại học Đà Nẵng và Sở Giáo dục tỉnh Quảng Nam giới thiệu nhân sự. Về cơ sở vật chất, Sở đã bố trí 15 phòng chấm thi tự luận, một phòng giao nhận bài thi tự luận và một phòng chấm thi trắc nghiệm với hệ thống camera giám sát theo quy định. Để đảm bảo tính khách quan, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thành lập đoàn thanh tra công tác làm phách bài thi và chấm thi tự luận gồm 15 thành viên. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có quyết định về việc thanh tra công tác chuẩn bị chấm thi, việc tổ chức chấm thi và thanh tra kiểm tra giám sát chấm thi tại thành phố Đà Nẵng trong vòng 15 ngày. Nhắc tới chung cư, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một môi trường sống nhiều văn minh và tiện ích. Thế nhưng thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, liên tiếp xuất hiện một loạt những câu chuyện dở khóc dở cười ở chung cư như đi tiểu tiện cho đến cưỡng hôn ngay trong thang máy. Những câu chuyện cụ thể đã khiến nhiều người bức xúc, thậm chí có người thấy mình ở trong những tình huống tương tự như thế. Điều này đang cho thấy những khoảng trống trong vấn đề quản lý cũng như xây dựng văn hóa ứng xử tại các chung cư. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai phụ nữ dùng mũ bảo hiểm che camera an ninh rồi tiểu tiện ra sàn thang máy chung cư Gilicia Riverside Hoàng Mai. Trước đó, ngày 4 tháng 3 là hành vi cưỡng hôn trong thang máy tại chung cư Golden Palm Thanh Xuân, Hà Nội. Những hình ảnh phản cảm này khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nghe ở cái chung cư ở dưới Tam Trinh ấy, hết sức là phẫn uất, đến tôi cũng không chịu nổi. Đây các cháu là vô tình vào, có đứa răng thang máy nó đi lên mà nó bị mửa, bị nôn ấy, là mình không phải là con cháu mình, nhưng mình cũng có tự giác để có một cái vệ sinh chung để cùng bảo vệ cho nhau. Làm đấy thì việc không văn minh nên phải loại bỏ. Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra những sự việc tương tự. Tại khu HH Linh Đàm, một chung cư dành cho người thu nhập thấp, rác vứt ở trên vỉa hè không đúng nơi quy định. Sau khi ngồi chơi trên ghế đá, vỏ hộp sữa, lá gói xôi được để lại ngay tại chỗ. Chó được dắt đi dạo ngay ở chỗ chơi của trẻ em và những quán ăn ngay ở tầng 1 chung cư với nhiều mùi hỗn tạp. Mặc dù đã có những quy tắc chung của tòa nhà, thế nhưng những người dân ở đây vẫn chưa chấp hành. Và những cái chỗ mà nấu ăn uống hoặc là những cái cửa hàng ăn uống là nó hơi phức tạp tí. Nhiều lần bác cũng góp ý với lại các ông bảo vệ, kể cả cho chó đi ra chỗ vệ sinh mà kiểu nói chung là các bà và các mẹ vẫn cho các cháu ra đấy chơi, nhưng mà đằng sau là cho chó ra như thế là bác cũng không hài lòng lắm. Theo các chuyên gia, hiện nội quy quản lý tòa nhà chung cư có nhiều hình thức khác nhau, thậm chí nhiều nơi chủ đầu tư còn buông lỏng. Chưa kể nhiều người dân có suy nghĩ cha chung không ai khóc, không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, vì thế nảy sinh nhiều vấn đề. Từ lâu nay, vấn đề sống ở chung cư như thế nào là một vấn đề mà chúng ta ít quan tâm. Kể cả chủ đầu tư, người ta chỉ nghĩ họ bán hàng xong, còn người ở như thế nào thì tất cả phó thác cho gì gọi là ban quản trị nhà chung cư do người ta bầu ra. Đây là một cái điều rất là bất cập, rất bất cập. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhà chung cư đó nó nằm thế nào trong hệ thống phường thì cũng chưa rõ ràng. Đấy. Cho nên cái việc xây dựng văn hóa nhà ở chung cư là một vấn đề rất mới, mặc dù chúng ta đã phát triển chung cư khu đô thị mới được 30 năm nay rồi. Hà Nội hiện có gần 700 chung cư, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.200 chung cư với hàng trăm nghìn hộ gia đình và hàng triệu người dân sinh sống. Do đó, việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong chung cư là việc cần tính đến. Nội dung cuối của chương trình thời sự tối nay: bà con vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chung tay xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đặt mục tiêu có ít nhất 50% khu dân cư tiêu biểu, trong đó có 20% khu dân cư kiểu mẫu. Vì vậy, cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh không ngừng tuyên truyền, nhắc nhở tín đồ giáo dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt xây dựng tốt 21 khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp tại những vùng đồng bào theo đạo. Hình ảnh người đàn ông trong trang phục gọn gàng chạy xe máy dọc các tuyến đường của thôn Rợ Chai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng để nhắc nhở bà con bỏ rác đúng nơi quy định đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Người đàn ông đó không phải ai xa lạ, mà chính là mục sư Ca Sa Ha Nhiếu, Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Rợ Chai,
một trong những người tiên phong trong phong trào tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu tại tỉnh Lâm Đồng. Với việc trực tiếp nói chuyện với bà con giáo dân tại khu dân cư, mục sư chia sẻ đây là một trong những cách tuyên truyền nhanh chóng, thiết thực, gần gũi nhất về các nội dung thu gom rác thải và bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định, để từ đó xây dựng khu dân cư có 100% người dân theo đạo Tin Lành này ngày càng khang trang hơn. Từ khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về chữa sạch môi trường, cùng với sự tuyên truyền của mục sư Hà Nhiếu, bà con nơi đây đã thay đổi thói quen từ vứt rác bừa bãi sang thu gom rác đúng nơi quy định. Cứ sau mỗi buổi lễ, thường là vào thứ Bảy tại nhà thờ, tôi đều vận động bà con dọn dẹp rác xung quanh nhà thờ và tại khu vực quanh gia đình bà con, với mong muốn để người dân ở đây có được môi trường xanh sạch đẹp hơn, từ đó mà cuộc sống và sức khỏe của người dân ngày một tốt lên. Qua một năm triển khai, toàn tỉnh hiện có 21 khu dân cư đông đồng bào tôn giáo tích cực hưởng ứng và triển khai thành công mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng phát động. Qua đó đã thu hút trên 2.500 người tham gia tôn tạo cảnh quan môi trường, duy trì định kỳ việc ra quân 2 tuần một lần thu gom rác thải, nạo vét kinh mương, phát quang đường làng ngõ xóm. Từ đó, nhận thức của chức sắc chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo, ứng phó với biến đổi khí hậu đã có sự chuyển biến tích cực. Ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao, cảnh quan môi trường, nhất là tại các khu dân cư được chọn để xây dựng mô hình được đảm bảo. Bảo vệ môi trường vì đó là điều quan rất là quan trọng và nó cũng là đem đến cái sự ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như là cái sức khỏe của con người. Chùa cũng rất là hưởng ứng và hiện tại cũng là cũng nói với là bà con Phật tử cũng nên có một cái hộ rác riêng và mình phân loại rác nào nên là để làm phân xanh và cái loại nào để mình như là ni lông tiêu biểu. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu phải đạt được từ 50% trở lên. Như thế thì cái hiệu ứng của sự phát triển của xã hội, có những khu dân cư nó đạt trên cơ sở tự quản và được khẳng định đó là khu dân cư đáng sống, thì đó là cái mục tiêu đặt ra của Ủy ban Mặt trận. Với 21 khu dân cư sáng xanh sạch đẹp của vùng đông đồng bào theo đạo và 24 khu dân cư tự quản, các tôn giáo và nhân dân trong tỉnh Lâm Đồng đã và đang nỗ lực thực hiện tốt các nội dung về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trong sinh hoạt và sản xuất, chú trọng đến môi trường sống, giảm thiểu rác thải ra môi trường, ứng phó với biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, không chỉ góp phần xây dựng thành công khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, mà còn là cách để người dân bảo vệ cuộc sống, giữ gìn chính môi trường sống của chính mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.